Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ở video trước, Ngọc Lan đã đem đến cho bà con đó chính là một chiếc nồi nấu phở, nấu hủ tiếu với dung tích là 100 lít. Thì ở trong video này, Ngọc Lan đem đến cho bà con một chiếc nồi lớn hơn với dung tích là 150 lít, được làm bằng chất liệu inox 304, có lớp foam cách nhiệt ở giữa. Quý vị và các bạn hãy cùng ở lại video này cùng Ngọc Lan tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc nồi này nhé. Đây chính là chiếc nồi Takeo TK150L Ngọc Lan vừa mới nhắc tới. Trên thân bình chính là logo của Takeo. Phần phía dưới này chính là những sensor. Mỗi sensor tương đương với 3kW và tổng là 12kW. Đây chính là đèn để báo hiệu sensor đang hoạt động. Phần vòi xả của nước. Quý vị và các bạn, sau khi nấu xong, vệ sinh máy thì sẽ xả ra theo đường này. Phía trên này chính là tay cầm. Nồi được làm bằng inox 304 hai lớp, phía bên trong sẽ có một lớp bọt cách nhiệt. Vì vậy, quý vị và các bạn sẽ tránh bị phỏng trong quá trình sử dụng. Phần nắp sẽ có tay cầm, đồng thời cũng làm bằng inox 304 và có một lớp foam cách nhiệt. Phía bên trong nồi chính, đó chính là một chiếc nồi nhỏ. Trên chiếc nồi này sẽ có thiết kế những cái lỗ giúp cho bà con có thể hấp được, luộc được, hay thậm chí là bà con có thể hầm xương để không bị đổ xuống dưới. Phần phía đáy nồi, đây chính là 4 sensor mà tôi vừa mới giới thiệu ở ngoài. Mỗi sensor sẽ tương ứng với lại một mã giúp bà con phân biệt. Đây chính là phần lỗ thoát nước sau khi bà con sử dụng xong. Nồi được làm bằng inox 304 nên rất là chắc chắn và đảm bảo vệ sinh trong quá trình bà con sử dụng. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cần lưu ý khi sử dụng nồi này là quý vị cần phải đặt trên một bề mặt bằng phẳng. Đồng thời hãy vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng. Kèm theo đó là quý vị và các bạn hãy để ý xem nước ở trong bình còn hay không để tránh bị cháy nồi nhé. Quý vị và các bạn nếu muốn sở hữu ngay chiếc nồi Takeo TK 150 lít này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên góc trái màn hình. Chúng tôi đang có chương trình bảo hành 12 tháng cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.